Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh An ninh 24 giờ. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh An ninh 24 giờ. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình chính trị thế giới hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Mỹ công khai giám sát mực nước sông Bê Công ở Trung Quốc, gây thêm căng thẳng cho hai cường quốc này tại khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc bị nghi cài cắm người vào 10 lãnh sự quán, lo sợ thông tin nhạy cảm rơi vào tay tình báo Bắc Kinh. Ông Trump nói Trung Quốc là lý do khiến ông phủ quyết dự luật quốc phòng. Mỹ tổ chức tập trận hiếm có ở Biển Đông. Liệu muốn gửi thông điệp gì tới Trung Quốc? Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Úc, quan hệ song phương lại tiếp tục leo thang. Và sau đây là nội dung chi tiết. Mỹ công khai giám sát mực nước sông Mekong ở Trung Quốc gây thêm căng thẳng cho hai cường quốc này tại khu vực Đông Nam Á. Tổ chức trung tâm Stimson Mỹ mới đây đã công bố dự án Mekong Dam Monitor giám sát đập Mekong. Trong khuôn khổ dự án, tất cả thông tin về dòng chảy, mực nước của các đập thủy điện Trung Quốc cùng các nước khác sẽ được công bố trên website theo thời gian gần sát với thực tế kể từ ngày 14 tháng 12 Chuyên gia Brian Eiler tại trung tâm Stevenson lưu ý hệ thống giám sát cung cấp bằng chứng cho thấy 11 đập của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong được vận hành một cách tinh vi nhằm tối đa hóa sản lượng thủy điện và kiểm soát dòng chảy sông Mekong, gây tác động lớn đến khu vực hạ lưu. Dự án Mekong Dam Monitor sử dụng dữ liệu vệ tinh của công ty Ice on Earth Inc. (EOE Mỹ). Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ nghiên cứu của công ty EOE. Theo nghiên cứu của EOE, công bố hồi tháng 4, Trung Quốc khống chế dòng chảy sông Mekong dài 4.350 km trong năm 2019, gây khô hạn cho các nước khu vực hạ lưu. Hiện Trung Quốc và Mỹ có hai cơ chế hợp tác khác nhau với các nước Mekong. Cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương-Trung Quốc và quan hệ đối tác Mekong-Mỹ. Trung Quốc bị nghi cài cắm người vào 10 lãnh sự quán, lo sợ thông tin nhạy cảm rơi vào tay tình báo Bắc Kinh. Theo The Australian Úc vừa qua cho hay, dựa trên danh sách bị dò dỉ chứa gần 2 triệu tên đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc CCP, một số cái tên đang công tác tại 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải. Những người này được cho đang đảm nhiệm các vai trò như chuyên gia chính trị cấp cao và chuyên gia các vấn đề về chính phủ, cố vấn kinh tế, thư ký, trợ lý. Theo tờ báo Úc, Danh sách được gửi đến Liên minh Liên nghị viện Trung Quốc vào giữa tháng 9 cho thấy các thành viên CCP đã và đang công tác tại nhiều phái bộ ngoại giao, trong đó có Anh, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ, New Zealand, Ý, Nam Phi, Úc, Mỹ. Bên cạnh các lãnh sự quán, Trung Quốc được cho là đã cài người vào các tập đoàn của Mỹ như Boeing và nhà sản xuất vaccine COVID-19 Pfizer. Sau khi báo The Australian nhận được danh sách trên từ một nguồn đáng tin cậy, công ty an ninh mạng Internet 2.0 tại Úc đã lần theo dấu vết và phát hiện dữ liệu này được tổng hợp từ tháng 4 năm 2016. Phát hiện mới được công bố sau khi chính quyền Washington hồi đầu tháng 12 áp dụng các giới hạn nhập cảnh mới đối với đối tượng đảng viên CCP và gia đình trực hệ. Trong đó có việc rút ngắn thời gian và số lần nhập cảnh theo thị thực Mỹ. Trước đó, vào hè năm 2020, Mỹ cũng phát hiện không ít cái tên trong danh sách khoảng 92 triệu đảng viên CCP vào lúc đó đang theo học tại các trường đại học ở các nước này. Ông Trump nói Trung Quốc là lý do khiến ông phủ quyết dự luật quốc phòng. Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lý do mới cho lời đe dọa phủ quyết dự luật chính sách quốc phòng thường niên của Mỹ Trung Quốc. Bên chiến thắng lớn nhất trong dự luật quốc phòng mới của chúng ta là Trung Quốc tôi sẽ phủ quyết. Tổng thống Trump viết trên Twitter nhưng không giải thích cụ thể mối quan ngại của ông. Trước đó, cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này với mức ủng hộ hơn 2 phần 3, đủ để vượt qua được quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Cần có mức ủng hộ 2 phần 3 tại mỗi viện để dự luật trở thành luật mà không cần chữ ký của ông Trump. Dự luật có tên Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, NDAA, cung cấp ngân sách quốc phòng trị giá 740 tỷ đô la Mỹ dành cho Bộ Quốc phòng Mỹ tài khóa 2021. NDAA đã trở thành luật trong 59 năm liên tiếp. Ông Trump đã dọa sẽ ngăn chặn dự luật này trước khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, ông Mitch McConnell, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, nói rằng dự luật trên sẽ giúp ngăn chặn những hành vi hung hăng của Trung Quốc. Ông nói NDAA sẽ giúp các lực lượng của chúng ta trong trạng thái sẵn sàng ngăn chặn Trung Quốc và duy trì mạnh mẽ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Một số thành viên đảng Cộng hòa khác như là Thượng nghị sĩ John Thun, dân biểu Mike Gallagher đã đánh giá trên Twitter rằng dự luật NDAA sẽ giúp đối phó mối đe dọa từ nhiều nước như Trung Quốc ông Gallagher cho rằng mỹ đang trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới với trung quốc và dự luật quốc phòng NDAA thực hiện các bước đi quan trọng giúp chúng ta đối phó các thách thức và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này theo hãng tin Reuters, ông Trump phản đối NDAA, tài khóa 2021, vì dù luật không loại bỏ Điều 230 của Đạo luật chuẩn mực truyền thống, CDA, vốn bảo vệ các công ty công nghệ như Google, Twitter và Facebook khỏi các vụ kiện về nội dung được đăng trên nền tảng của họ. Ông Trump nói rằng các công ty công nghệ có thành kiến với phe bảo thủ. Mỹ tổ chức tập trận hiếm có ở Biển Đông, liệu muốn gửi thông điệp gì tới Trung Quốc? Không quân Mỹ mới đây thông báo một chiếc oanh tạc cơ B-1B và hai chiếc chiến đấu cơ tàng hình có cuộc huấn luyện chung ở Biển Đông trong hoạt động của đội máy bay ném bom ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cụ thể, chiếc B-1B cất cánh từ căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam để tiến hành cuộc huấn luyện phản ứng nhanh với hai chiến đấu cơ F-22 thuộc đội chiến đấu cơ FS số 94 đóng tại căn cứ Langley Austis ở bang Virginia. Hồi tháng trước, lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương thông báo một phi đội 7 chiếc chiến đấu cơ F-22 từ căn cứ Langley Erstis đã được triển khai đến căn cứ không quân Anderson. Đây là trải nghiệm độc nhất vô nhị khi F-22 có thể được triển khai ngay khi nhận lệnh để ngăn chặn các mối đe dọa trên không giả định. Một chỉ huy FS số 94 nhấn mạnh trong thông cáo về cuộc diễn tập chung với B-1B ở Biển Đông đang trên website của căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada. Tương tự, chỉ huy đội oanh tạc cơ Viễn Trinh EBS số 37 Lincoln Coleman cho hay có thể phối hợp với FS là trải nghiệm có 102 cho quân nhân của EBS và cung cấp cơ hội huấn luyện hiếm có. Chiếc B-1B nói trên thuộc EBS số 37, đóng tại căn cứ không quân Ilwood, bang Nam Dakota. Những hoạt động này thể hiện quyết tâm cũng như cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh trong khu vực, đồng thời cho thấy khả năng của lực lượng máy bay ném bom hoạt động toàn cầu. Ông Coleman cho biết thêm trong thông báo về cuộc huấn luyện ở Biển Đông. Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Úc, quan hệ song phương lại tiếp tục leo thang. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết việc Trung Quốc cấm nhập khẩu than từ Úc như truyền thông nước này đưa tin là vi phạm rõ ràng các quy định của tổ chức thương mại thế giới WTO. Phát biểu ngày 15 tháng 12, ông Morrison nói phía chính phủ Trung Quốc chưa xác nhận thông tin mà tờ Global Times, Thời báo Hoàn cầu đưa cuối tuần qua và Canberra vẫn đang xử lý thông tin này. Hãng tin AFP dẫn lời thủ tướng Úc nói, "Đó rõ ràng sẽ là sự vi phạm thỏa thuận thương mại tự do của chúng tôi với Trung Quốc. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang làm rõ vụ việc. Chúng tôi hiển nhiên rất nghiêm túc về những vấn đề này." Theo bản tin của Global Times, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã gặp 10 công ty năng lượng lớn của nước này trong cuối tuần trước, cho phép các công ty này nhập khẩu than không giới hạn từ nước ngoài nhưng trừ Úc. Tờ báo cho biết các công ty Trung Quốc sẽ ưu tiên nhập than từ Mông Cổ, Indonesia và Nga. Đến nay, việc Trung Quốc cấm than nhập từ Úc vẫn chưa được chính thức công bố, dù hàng chục tàu chở than của Úc đã mắc kẹt ngoài khơi Trung Quốc vào tháng 11 năm 2020. Ông Morrison nói rằng Việc Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Úc sẽ là một tình huống bất lợi cho tất cả các bên và môi trường. Theo ông, than của các nước khác phát thải hơn 50% so với than của Úc. Thủ tướng Úc cũng cảnh báo Bắc Kinh tự làm tổn hại uy tín thương mại của mình nếu tiếp tục trừng phạt kinh tế các mặt hàng của Úc. Ông Morrison nói, nếu có sự nhập nhằng giữa vấn đề chính trị với quan hệ thương mại, nó có thể gây bất an đối với các đối tượng thương mại khác. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cũng lên tiếng khẳng định nước này quyết bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Úc. Căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc leo thang nhanh trong thời gian qua, từ sau những căng thẳng trong ngoại giao của việc Canberra tham gia kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Đến nay, ít nhất 13 lực lượng và hàng hóa của Úc đã chịu sự trừng phạt của Bắc Kinh, từ thịt bò, rượu, tôm hùm cho đến du lịch. Úc trước đó đã dọa sẽ nhờ WTO can thiệp, nhưng động thái này có thể mất nhiều năm và khiến quan hệ với Trung Quốc xấu thêm. Đến nay, các đồng minh của Úc ở Mỹ và châu Âu chưa tỏ dấu hiệu mạnh mẽ sẽ ủng hộ Canberra. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức nhanh nhất, chính xác nhất đến từ An ninh 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.